Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Coratec, có model là Dolomiti. Chiếc xe đạp đua đến từ nước Đức. Xe được trang bị là khung nhôm càng carbon. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết chiếc xe cho các bác xem. Đây, Coratec Dolomiti. Các bác có thể ghi nhớ cái hiệu này và lên Google để tra Coratec này. Hiệu này của Đức quá nổi tiếng rồi, Dolomiti, để biết thêm chi tiết về dòng xe này nhé. Khung con này là cực ngon luôn, dành cho các cái đội đua của Đức đây. Các bác có thể nhìn thấy cái chiếc tem này này. Bên nào có, các bác có nhìn rõ không? Hơi mờ sáng. German design, engineering, tức là các cái kỹ sư Đức thiết kế. Đấy, tem nổi luôn. Dòng này rất là nổi tiếng của Đức đấy các bạn. Về phần sơn của chiếc xe thì xe bãi cho nên là có một vài vết xước, kể cả những vết bẩn này em về em chưa đánh rửa Sicara đi. Về phát là quay cho các bác luôn. Thì là về phần độ mới của khung thì cũng khá là mới, có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi. Xe bãi không thể tránh khỏi, nước sơn là zin nguyên bản các bác nhé. Đây, dòng chữ này, rát dây này. Xe đua đường trường, tốc độ cao, công nghệ của xe đua đường trường tốc độ cao. Đấy. Mayer đằng sau là bánh Mayer bi vòng luôn các bác nhá. Bạc đạn đấy. Xe được trang bị bộ chuyển động là cùi đề Microchip. Đây là một hiệu bộ chuyển động rất là nổi tiếng của Đài Loan. Gạt cũng là Microchip luôn. Cái thằng Microchip để so với thằng Shimano thì nó cũng là 18-10 đấy. 18-10 đùi trục rỗng luôn. Đùi đĩa nhôm 52 răng và trục rỗng các bác nhá. Đĩa thứ hai 3 đĩa, đĩa hai là 39 răng, trục rỗng. Trang bị càng carbon. Đây, càng carbon này vân. Cho trọng lượng nhẹ. Tay chuyển số cũng là Microchip. 10 tốc độ. Bây giờ em sẽ vào đo size. Và xe có được trang bị một bộ ghi phốt cọng yên của hãng Hung Lô. Hãng này là chuyên sản xuất ghi phốt cọng yên để nâng cấp cho các cái xe đua hiệu suất cao, là nhôm siêu nhẹ. Các bác có thể, ai mà chơi xe lâu năm thì cũng biết đến vui ghi phốt cọng, phốt cọng Hung Lô rồi. Nhôm nhẹ nha bác nhé. Giờ em sẽ vào đo size và đánh giá chi tiết chuyển động chuyển số của chiếc xe cho các bác xem. Xe là có size từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 48 cm, size 48 các bác nhá. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 51,5 cm. Đấy, size này phù hợp với chiều cao cho các bác từ khoảng 1m64, 1m65 đổ lên 1m73, size 48, size 48, 1m64, 65 đến 1m73. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Là phù hợp cho chiếc xe này.
Đấy, và bây giờ em sẽ kiểm tra đánh giá chi tiết cái phần chuyển động của chiếc xe. Chuyển động rất là mượt. Bộ microchip này nó còn, em đánh giá của nó nhiều lúc còn chuyển số tốt hơn cả Shimano luôn. Lên nít rồi các bác. Đấy, phát nào ra phát đấy. Xuống lít rồi. Chuyển số rất mượt luôn. Đấy, lên nít này. Phát nào lên phát đấy luôn. Giờ em sẽ xuống đĩa. Đây là đang đĩa to, bây giờ xuống đĩa nhỏ này. Xe được trang bị 3 đĩa 10 lít. Xe có 30 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe này chỉ có 8 triệu rưỡi. Giá bán rất tốt bên em là 8 triệu rưỡi. Dành cho một chiếc xe hiệu Đức Coratec Dolomiti, khung rất là xịn các bác nhé, khung nhôm càng carbon. Các bác có thể lên Google tra thêm, 8 triệu rưỡi cho chiếc xe 30 tốc độ 10 lít 3 đĩa. Đó. Bánh đằng sau là bánh bạc đại, rất là bon. Các bác quan tâm đến chiếc xe có giá bán 8 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành 1 năm cho các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm thì nhắn Zalo số điện thoại trên màn hình 0975 709943 để bên em tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bác đã xem video. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp mới nhất bọn em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.